Dạ, em xin chào tất cả các cần thủ đã quay trở lại với video mới của em. Thì hôm nay em gửi đến kênh những mẫu cần câu ISO khuyên bé và có khuyên lớn nữa, cần câu fib và carbon nha các anh. Kèm theo đó là cần câu lu. Cần câu lu thì em sẽ có là những dòng máy đứng và một cây ba khúc nhẹ ha, ba khúc nhẹ cho mình dùng để câu đơn, câu chép, câu lu và câu mực nha. Kèm theo hai cần tay 6m3, cần dây trong, một mẫu cần 5m4 của 4m5 của hãng Daiwa nha. Cái này hàng nội địa Nhật Bản rồi và hãng đời tốt cho mình. Và có cần câu tay trợ máy 7m2 nè, và có cần săn hàng 8m1 nè ha. Rồi sau cùng là một cái cần câu tra ha, khuyên Fuji Titan. Rồi thì anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0356776692. Đầu tiên em gửi đến các anh những mẫu cần câu ISOFIP nha. Đây, đều là hàng Nhật Bản về, hàng đã qua sử dụng, còn ngon lành nha, không lỗi lầm. Đấy, cây cần này dài 4m5 và độ cứng 1 nha. Ngọn cần to đó các anh, ngọn là 1.8 ly. Có bát gập Fuji FS6 nha, Fuji FS6 Japan. Dàn khoen là Fuji làm xứ xám hết đó, sáng đẹp luôn nha, còn ngon lành, không lỗi lầm. Cái cần có hai khoen chạy cho mình nè, ngọn là ngọn rộng các anh nhé, ngọn rộng ạ. Cần này thì nó sẽ cụ theo thời gian một ít ha, nó sẽ nó câu theo thời gian thôi, có xước nhẹ phần nước sơn, xước nhẹ thôi nha các anh. Cái này thì em có đường kính ngọn là 1.8, trọng lượng là 278 g. Em bán cái này cho các anh là 270 nha, mã số 1 cho em 270 đi. Cây này bớt 10.000-20.000 cho các anh uống cà phê. rồi tiếp theo em gửi đến các anh một cây 4m5 nha. 4m5, cây này độ cứng của nó khoảng 1 đến 2 nè, còn nếu mà so với cần tay nó khoảng là cứng 3 đến 4 ha. Đó, có bát gặp Fuji FS7, bát còn rất là đẹp các anh. Tay cầm gần, dễ cầm. 4m5, có dàn khoen Fuji hết, sáng đẹp luôn. Khoen bát đều là khoen bát Nhật nha. Đó, ngọn to, ngọn cũng là 1.8 ly đó các. Những cái ISO khoen bé các anh có thể câu đơn, câu đài, trợ máy nè, câu gình hoặc là hạ làm cần câu tay nha. Cái này đường kính ngọn 1.8, trọng lượng 298 g, mã số 2, giá 290.000, số 2 290. Em sang số 3, cần dài 4m5 các anh, ISO KJ. Cái cần này có bát gập Fuji FS6 ha, số 6, số 7 là được rồi, không phải số 5 là ok, số 5 nó nhỏ lắm. Số 6, số 7 là đổi, gắn máy thoải mái rồi, gắn từ 1.000 đến 4.000 là thoải mái. Đó, khoen còn đẹp nha các anh, khoen đều là Nhật hết, khoen Fuji, loại xứ xám. Lỗ mới thì nó cũng ươm chừng tầm 80-85 nha, khoảng 85% đi, cái này. Độ cứng là độ cứng 2 nha các. Ngọn cần là 1.7, trọng lượng 275 g. Cây này mã số 3, giá 290.000. Số 3 290. Rồi sang số 4 nè, là một cây dài 4m7, có tổng cộng là 6 lóng. Cái cần này ngọn đặc nha các. Cần này có cảm giác hơn. Đó. Ở đây thì nó bo chỉ và nó quay keo luôn rồi nha các, quay keo Nhật hết. Dàn khoen là Fuji hết ha. Đó, tất cả đều như nhau. Cái này ngọn đặc, ngọn cảm giác nè. Tháp Long Phụng tại đây nha các anh. Tháp đây. Nước sơn của cần là nước sơn đen nhám. Đầu lóng là màu đỏ ha. Này cứng cũng cứng 2 đấy các anh. Em cho nó 1.5 đến 2 đi nha. 1.5 cho phần ngọn đi. Phần thân càng cứng 2.
hạ năm căng tay ngon ha. Đường kính ngọn là 0.8, trọng lượng 293g. Cây này mã số 4, giá là 290 đi. Số 4 290.000 luôn. Rồi sang số 5. Cần dài 4m5, SL lên. Cây này của hãng Madine nè, thương hiệu Nhật nè nha. Bát gặp Fuji FS7 luôn. Tay cầm thì được cuốn chỉ, bọc chỉ cho mình. Khoen Fuji hết ha. Bên trên thì nó có 3 khoen chạy. Nước sơn ngọn cần là nước sơn màu xanh theo cần luôn. Và cái này thì ngọn rộng luôn nha các. Ngọn cũng là rộng 4m5, cái này cứng 2 ra. Đường kính ngọn là 2.1, trọng lượng 321g. Mã cần số 5. Cái này 290 luôn ạ. Số 5 290k. Rồi em sang số 6 là một mẫu cần câu Shimano Holiday ISO nhé. Chiều dài 5m3, độ cứng 1.5, thuộc bạn China, xuất thị trường Nhật, có mã code tem vàng. Khoen bát Fuji hết. Cái này là cần carbon, góc nó nhỏ dễ cầm hơn và nó nhẹ ha các anh ha. Bát Fuji nè. Đó, dàn khoen là Fuji nha, hơi bụi tí ca. Đánh lại. Bên trên thì có hai khoen chạy. Đó. Ngọn xoắn. Ngọn carbon xoắn ha. Cái này là ngọn của Shimano luôn. Có định bị lóng nữa nè các anh. Này cứng 1.5 đó, hai ngọn hai lóng đều có định vị lóng ha. Đây là lóng zin của cần hết. Ngoại hình bên dưới thì nó có xước nhẹ những cái hạt li ti lông mèo nhỏ ha. Này. Xước nhẹ thôi. Ngọn cần là 1 ly, trọng lượng 208g. Mã số 6, giá là 690k. Số 6 690k ạ. Rồi em sang số 7. Chiều dài 5m3, độ cứng 1.5. Cái cần này của thương hiệu Suzumi nha. Đấy. Suzumi, đế còn ngon lành nè. Cái này cái phôi nó dày lắm ca. Bạn Korea, xuất thị trường Nhật, có tem vàng. Đó. Bát còn đẹp luôn ạ. Fuji. Khoen Fuji hết ha. Cái này thì nó có ba khoen chạy nè, và cái ngọn nó khá là to ca. Cứng 1.5, ngọn rộng to. Ok ca, nước sơn của cái này nó còn bóng lắm ha. Ngọn cần là 1.8 ly, trọng lượng 277g. Cần mã số 7, giá là 450. Số 7 cái này em bán 450 nha. Này phôi dày nè. Xe số 8. Một cái Daiwa. Daiwa Liberty. ISO nè. Chiều dài 5m3, cứng 1.5. Bạn China, xuất thị trường Nhật nha. Này, cái Daiwa ca. Nước sơn màu bạc và màu cam. Màu xám. Khoen Fuji hết. Ở đây bị lỗi, anh nào lấy thì em thay nha. Thay cái Fuji Nhật khác vào. Cái này thì nó có 3 khoen chạy nè. Đấy, phôi nó ngon lành, không lỗi lầm ha. Cứng 1.5 ạ. Có xước nhẹ ở đây ha. Nhỏ nhỏ thôi. Ngọn cần là 1.2 ly, trọng lượng 209g. Cái cần này giá bán là 590.000. Mã số 8, 590. Sang mã 9 là một mẫu siêu star. Cái này có thể đánh cá lớn được nè ca. Này cho anh nào tay to đánh. Đó. 5m4 cứng 3, tổng là có 6 lóng nha, có tem vàng tại đây. Cái này khá là đẹp các anh.
siêu star hàng Nhật Bản, bắt gặp Fuji FS7 gắn máy lớn được luôn. Đó, khoen còn sáng đẹp hết ha, không lỗi lầm. Cần có 3 khoen chạy cho mình ạ. À, ngọn carbon sáng toàn thân luôn. Cần này không lỗi nha các, đẹp hết. Này, khá là đẹp rồi. Đường kính ngọn là 1.4, trọng lượng 363g. Cái này mã số 9 ạ, giá là 790k. Mã số 9 nha, 790. Em sang mã 10, cần câu Shimano. Đây, cái này thì xoắn ít toàn thân nha các. Một cây Shimano 5 Carbon đó. Đây, dài 5m3, độ cứng 3, độ cứng tốt ạ. Cái này thì thu gọn là 118cm, tổng là có 5 lóng. Bát của cần là bát Ultra nha, bát Ultra của Shimano. Đấy. Đế còn nguyên nè, không bị lỗi, chỉ có xước lờn qua nước sơn thôi nha. Này, full xoắn ít toàn thân đó các. Đây, này xoắn ít toàn thân nha. Đó. Xoắn nội găng hết. Nó nội cái đường găng lên luôn đó các. Đây, cái ngọn nó rất là dài, nó tầm mét hơn á ha. Ngọn dài lắm. Có định vị ha, định vị khoen bên dưới nè. Cần có xước nhẹ ha. Cái này thì nó đã qua sử dụng nhưng mà cái phôi nó không lội đâu ca. Này để giá tốt cho các anh về dùng nha. Đó. Ngọn cần là 1.3, trọng lượng 268g. Mã số 10, giá 1.250. Số 11, 250k. Sang 11 là một mẫu NFT các. 5m4, độ cứng là 4 nha. Cái này độ cứng cao. Đó. Cho anh nào thích chơi đồ cổ đây. Có tay cầm cuốn chỉ và dây may nè. Bát vặn ha, bát Fuji. Ở đây nó bo cái gì đây mà thấy bên trong luôn coi. Bo keo, bo chỉ nè. Mà nó nhìn xuyên luôn ha. NFT thương hiệu Nhật rồi. Cái càng này có dàn khoen khoen lai các anh. Khoen lai. Đầu bu Fuji trắng. Và có khoen chạy là xứ xích và khoen xứ xám. Bên dưới xích, xám, xích xích ha. Này xích nè. Xám nè, xích nè, khoen lai. Nói chung là tất cả đều là Fuji nha. Cái càng này thì nó có 3 khoen chạy. Ngọn NFT đây ca. Đó. Này độ cứng cao ca. Rất thẳng nha. Còn anh nào có sức thì mình dùng. Đó. Ngọn cần là 1.6, trọng lượng 470g. Mã 11, 730k nha. Mã 11, 730.000 ạ. Sang 12. 12 là một mẫu cần câu khoen lớn cơ. Đẹp luôn ha. Cái này được cái là nhiều khoen và còn sáng đẹp hết. Cần dài là 5m4 nha, của thương hiệu Suzumi. Hàng nội địa Nhật có tem vàng đầy đủ nha. Ở đây keo lâu ngày á cơ. Chài ra được nha, đây em cạo ra được nè ha. Bát là bát vặn, bát hạng. Đế kim loại ha. Suzumi. Khoen Fuji hết. Đây là dòng khoen lớn ha. Chiều dài 5m4. Nước sơn rất là sáng. Không lỗi lầm. Này cứng khoảng 3 đến 4 nha. Nó cứng với độ cứng của khoen lớn thì nó sẽ cứng cáp hơn khoen bé. Ngọn cần là 1.8 ly, trọng lượng 383g. Cái này là 630. Mã 12, 630k. Sang 13.
đến từ thương hiệu Pro Marine, chiều dài cần là 4m5. Cái này ngoại hình bên ngoài thì còn tốt nha, có bát vặn, khoen là khoen hạng cho mình ạ. Phôi sóng toàn thân, tặng 4m5 này các anh nào mới tập câu á, lấy cái này cũng được nha. Này cứng 4 trở lên, 4 đến 5. Anh nào tập câu lấy cái này đánh cũng được. Con chép chim trôi. Ngọn cần là 1.8, trọng lượng 337g. Cái này mã 13, giá là 550. 13 550.000 nhé. Rồi sang 14. Cái này có thể câu đơn ngâm lăng xê nè, đánh lục đầu cần nè ha. Cần này 3.9, Super Cutter của hãng Suzumi. Xuất xứ của nó là Korea xuất Nhật nha. Ngoại hình ở đây nó xước sơ sơ đây nè. Mình muốn che đi thì mình về lấy màn co mình bọc hết luôn ha. Đỡ trơn tay nữa. Bát gặp Fuji. Nó ngoại hình có xước thôi. Nhưng khen bát thì còn ngon lành. Không lỗi lầm nha. Đó, xước nước sơn thôi các anh. Nè, ngọn rất là ok. Ngọn này tầm 1m1, 1m2 á. Ngọn này tầm 1m1, 1m05, 1m1. Cần 3m9 nha. Độ cứng của nó thì nó khoảng trên 25 so với cần lục nha. Dài 3m9, mẫu cần đúc, dễ cầm. Ngọn cần là 2.5, trọng lượng 380g. Cái này em bán 550 nha. Bán theo tình trạng ngoại hình đây. Cho em mã cần số 14, 550k. Sang 15. Hai cây cần câu lưu nha. Cái này bán thanh lý, cái hàng thanh lý bán thanh lý luôn. Cái này của Malaysia, của Malaysia. Cần câu lưu hoặc là câu đơn, câu ngâm đều được các. Đi câu chơi chơi giải trí nha. Hai cây này thì dài 1m8, chất liệu là carbon. Có tay cầm là cán mút, bát là bát vặn ha. 1m8 coi. Khoen sứ đầy đủ ha, không lỗi lầm. Có bo chỉ quay keo luôn. 1m8, cái này độ cứng khoảng ML nha các anh. Cứng ML cho các anh về cánh tại mồi hơi. Rồi, ở đây thì cây này có ngọn là 2.5, trọng lượng 117g. Mã 15, giá là 199k. 15, 199k. Hai cây nha. Rồi tiếp thêm gửi đến các anh một mẫu cần câu lưu tốt nha. Đây là của thương hiệu nổi tiếng là Mazocraft các anh. Mazocraft nha. Đó, cái cần này thì xuất xứ là China, xuất thị trường Nhật. Nó có bát là bát Fuji, bát Nhật ha, và khoen Fuji luôn. Đấy, khoen Fuji luôn ha, khoen tốt. Cái này còn khá là ổn áp nha, là nó không một chút lỗi lầm luôn. Khoen còn đẹp, phôi còn ngon lành. Bên dưới đế của nó vẫn còn in logo nha. Đấy, cái chữ đây nè các anh. Đó, cái chữ của nó đây. Chữ thông số. Tay cầm là gỗ bằng. Ở đây thì nó bị cắn tí các. Bát thì bát vặn có full, có ốp carbon bên trong này. Dàn khoen là khoen Fuji. Còn cuốn chỉ quay keo đều đầy đủ hết ha. Màu đen và chân trắng. Đấy, không lỗi lầm. Các anh xem ngoại hình để em báo thông số sau ha. Đây, cái chữ của nó đây. Đó. Chiều dài cái này sẽ là 1m98 các anh, 1m98 nha. Và độ cứng là L. Tải mồi từ 1/16 đến 1/4 OZ nha. Cái này thì tải 7g độ lại giúp em. Lực tải sẽ là 4 đến 8 lb. Của thương hiệu Mazocraft nha. Đây còn chữ tiếng Anh nữa nè. Đấy, lưu máy đứng nha, cứng L các. Anh nào đang tìm L lấy cây này. Ngọn là 1.6 ly, còn trọng lượng là 106g. Cái này mã 16 có giá bán là 1.150.000 nha. 16 1.150k. Bạn nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại em có ghi ở góc trái màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0356776692 ạ.
Cái này là một cây của Shimano Bass One Ender, một dòng tốt nha. Ender thì nó rất là nhẹ các anh. Hiện tại cây này thì nó có cái tay cầm gỗ bằng á, ha, tay cầm gỗ bằng. Và cái bass của nó là dạng bass nó ốp cái phần nhựa ABS đây nè, thì nó sẽ cứng cáp hơn và nó sẽ tăng cái trọng lượng hơn. Cái cần này xuất xứ là Made in China, xuất thị trường Nhật. Chiều dài là 1m89, độ cứng là ML, tải mồi là 5 đến 14 gram, lực tải cần này là 8 đến 14 lb nha. Đó, hàng có tem vàng chuẩn luôn, tay gỗ bằng. Và cái này là thuộc dạng máy ngang, nhưng mà người dùng cũ họ đã bỏ cái này đi rồi các anh. Đấy, họ đã bỏ tay cò đi, đấy, còn bám víu được một ít ha. Cho nên các anh về các anh cũng có thể dùng máy ngang, hoặc là các anh lật sang dùng máy đứng. Đây, để logo Bass One nè các anh. Dàn khoen là Fuji hết ha. Đấy. Còn sáng, đẹp, cái khoen còn sáng hết các anh. Đó. Rồi, cái này em để giá theo tình trạng luôn nha. Cái này là hơn triệu mấy lận. Và nó bỏ này đi rồi thì em bán 850 nha các anh. Ngọn cân 1.6 ly, trọng lượng 191 gram. Mã 17, 850k. Em sang 18 là một cây cần 3 khúc, rất là nhẹ các anh. Cây này là của Shimano nha. Đây, Shimano Smithy Ender. Màu xanh đen nha. Và cái này dài là 3m, độ cứng là 50. Nó có ghi chữ 64 này nè, là hạng đời cao, dòng đời cao nha. Bản China xuất thị trường Nhật luôn, có mã code tem vàng. Các anh cứ gõ Shimano và ghi cái mã code này là nó ra cây cần này. Các anh biết giá của nó và biết nó nhập ở đâu à ha. Đó, có một cái tem bạc ở đây nè. Cây này thì nó câu đa dụng lắm các anh có thể câu đơn, câu chép rô phi nè, hoặc là mình đi câu lu và mình đánh mực được luôn nha. 3m cứng 50. Đó, dàn khoen Fuji và đầu bô Fuji loại xứ xích, bo semi chống nổ còn ngon lành. Đó, cái này thì nhẹ lắm các anh, chỉ có 2 lạng thôi, 3m 3 khúc. Đường kính ngọn là 1.7, trọng lượng là 200g. Căn mã số là 18. 18 nha. Giá là 850.000. Mã 18, 850. Em sang 19 là mẫu cần câu Hedabuna, cần câu tay đơn đài 6x3. Em có 2 cây các anh. Đấy, 2 mẫu khác nhau nha. Bản Korea xuất thị trường Nhật, mã code khác nhau luôn, có tem vàng. Đó, hai cây ca. Đó, hai cây như nhau nha. Bên trong thì nó cũng như tương tự cây phôi lỏng bên ngoài thôi. Thì hai cây này độ cứng là MH. Đó. Anh nào hỏi cái khổ sẵn ít á thì em chỉ còn ít thôi ha. Hai mẫu này thì còn tương đối nè. Đó. 6 lóng nha các anh. Về câu đơn đài, câu săn hàng cũng được. Ra thẳng lắm, ra thẳng tắp luôn đó. Ngọn của cần thì là 1.3, trọng lượng là trên dưới 220g nha. Rồi, em tách mã ra. Cái cần này là màu cam bạc, màu cam xám nha. Cho em mã số là 19, giá bán là 1.050.000. 19, 1.050.000. Cây đỏ này là mã 20 nha, 1.050.000 ca. Những cây này là lóng dài, thu gọn là 1m2 nha. Cái lóng này 1m2. Em sang 21 là mẫu cần câu 3 khúc dây trong. Cái này là nó còn một cái túi nguyên bản của nó nha. Còn đẹp luôn ạ. Và cần còn rất là đẹp ca. Cần này đẹp hết. Cần này chỉ câu lướt qua thôi. Cần 3 khúc dây trong của hãng Suzumi, cần Nhật nha, có tem vàng. Chiều dài 3m, độ cứng 50. Nói chung là nó ngon lành hết từ gốc tới ngọn luôn các. Chắc chắn khỏe luôn. Đấy. Các anh về chơi chán rồi thì mình lên khoen cũng được nha, lấy cái phôi. Đường kính ngọn là 2.7, trọng lượng là 400g.
mã cần 21 nha, giá 690k. Cái này về cầu sông Hồ, đơn ngâm lăng xê. 21 giá là 690k. Em sang 22 có đi kèm một túi vải nha. Cái cần này là một mẫu cần câu tay đời tốt cho mình. Chiều dài 4m5 của thương hiệu Daiwa. Daiwa. Đế kim loại đế vặn nè và có logo Daiwa nè. Có khoen và lỗ thoát nước nha. Cần này là hàng nội địa Nhật Bản các. Hàng made in Japan. Có tem vàng. Phôi của cần là phôi xoắn ít. Đấy. Tổng cộng là có 5 lóng cho mình. 5 lóng nha. Đầu bu còn ngon lành luôn các. Xoay 360 độ và còn zin đét đèn đẹp luôn nha. Cái này nó còn zin từ gốc tới ngọn hết. Này cho các anh về câu đơn đài cũng được. Đấy. Ra rất là thẳng các anh. Cứng thì khoảng trên 3.5H nha. Nó ra thẳng lắm. Đây. Cái này ngọn cần là 1 ly, trọng lượng là 105g. Với mã số 22 giá bán là 2.150.000. 22 2.150 nha. Rồi em sang 23, cần câu tay trợ máy của hãng Ryobi, có đi kèm túi vải Ryobi nha. Ryobi nè. Cái cần này là hàng nội địa Nhật Bản các. Chiều dài cao lắm, 7m2 lận. Có bát đời cao luôn, bát này bát kháng mặn luôn. Fuji Titanium TLS6. Một cây dài 7m2, cứng là cứng ép nha. Nó ghi cứng ép thì nó cứng khoảng 4.5-5 các. 4.5-5H. 7m2 nha. Có công nghệ nhiều lắm, nhiều cái công nghệ của Ryobi. Đó, phôi không lỗi luôn, không hề lỗi luôn nha. Đi kèm một ngọn nữa. Khoen là khoen gold nha các. Khoen Fuji Six Gold. Đầu bu là đầu bu gold luôn. Đây. Đây là mẫu cần câu tay trợ máy các anh nha, cho nên khoen của nó bé lắm. Đây, khoen bên trên nó bé lắm, các anh phải xỏ. Xỏ cái dây xuyên qua nó, giống như của Ikeda đó. Cần không lội nha, có định bị lóng cho mình nữa. Phôi nó xoắn dạng xoắn to, xoắn văng như mình. Đó, tay trợ máy 7m2 nha. Đây, kèm một ngọn nha các. Một ngọn này tương tự cái ngọn này luôn ha. Tương tự luôn. Chỉ có điều cái màu trắng của nó á, nó nhiều hơn. Đây, hai ngọn bằng nhau luôn á. Hai ngọn là bằng nhau luôn nha. Có định vị lóng đầy đủ. Đường kính ngọn cần hiện tại là 0.7 ly, trọng lượng là 272 g. Cần này có giá bán là 2.1 triệu nha. Mã 23 2.100.000. Em sang 24 là mẫu cần câu tay 8x1 của hãng Sanwa, đi kèm là một túi vải. Cái Sanwa này cho các anh đánh săn hàng, 8x1 tay to. Cái góc của nó hiện tại là 32 ha. Có độ cứng là 67H ha. Sanwa. Hàng nội địa Nhật Bản. Tem nè. Đó, phần này làm nhám này, phần dưới làm nhám này, dễ cầm chưa? Đó. Có thế cầm cho mình. Còn cây này á thì nó sẽ có một điểm yếu ở đây các anh. Đó. Đây. Ở phần lóng này nó bị mắc một ít rồi ha. Không sao, em sẽ anh nào đặt á em sẽ bo chị để chống nổ cho mình luôn. Bo chị chích keo tốt vào ha. Chống nổ nè. Bo thêm ở phần này cho các anh luôn, 1 2 3 4 ha. Các anh muốn thì em bo hết cũng được. Rồi, đầu bu cần là đầu bu xoay 360 độ nha. Cái ngọn này rất là to các anh, cực kỳ to luôn á. Này, ngọn của nó là ngọn săn hàng. Đấy.
8x1 anh nha, 8x1. Cần không lỗi đâu. Chỉ có cái chỗ lúc này là soi cho các. Còn không lỗi là không lỗi dập gãy đâu ha. Ngon lành. Đường kính ngọn là 2.5, trọng lượng là 557 g. Mã cần 24, giá là 1.680. 24 1680k. Em sang mã 25, mã cuối cùng nha. Đây là mẫu cần câu tra nè các. Ton Wick. Chiều dài là 3m15, cứng là XXXH nha. Cái này thì các anh tải mồi 4 thì được 1,5 kg. Dây bia các anh có thể dùng mát là số 2 luôn. Cái này có bát vặn Fuji ha, chống trượt nữa nè. Đấy. Dàn khuyên của cần là dàn khuyên Fuji Titan 7 màu. Khuyên 7 màu hết. Này, lỗ to, dễ thoát dây. Phôi dày đặc luôn các anh, cứng cao lắm. Có thể về câu săn hàng, đánh tra dịch vụ đều được các anh. Đầu bu bu 16 nha. Thì shop em ở Sài Gòn, anh nào ở Sài Gòn mà đi câu tra các anh muốn xem thì cứ ghé qua shop em, còn không thì em ship code nha. Ship code nhận hàng được kiểm tra. Này 2 khúc 3m15. Ngọn của cần là ngọn to luôn, 3.8 ly. Trọng lượng của nó là 566 g nha. Phôi dày mà cần săn hàng mà các. Đó. 2 khúc ha, có thể câu sông hồ đập thủy điện cũng được. Rồi, cho em giá bán là 1.850 nha. Các anh biết lúc trước là em bán 1.950 á. Bây giờ hôm nay em sale cho mình luôn. 1.850k. Mã số 25. 25 nha. 1850. Và em xin kết thúc video tại đây nha. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Chúc các anh một ngày thật là vui vẻ ha. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình nha. Đây, số điện thoại và số video ở trên đây luôn ạ. Hẹn gặp các anh sau. Và các anh nhớ bật chuông thông báo và bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh em nha. Xin chào tạm biệt.